Bây giờ là giá 70 hơi rồi. Ngay lúc này, giá bán heo hơi tăng cao và đã vượt xa giá bán trâu hơi. Theo người dân tính toán thì cả một đàn trâu to khổng lồ này bây giờ cũng chỉ có giá trị ngang bằng với một đàn heo to mà thôi. Tầm nuôi trâu, nuôi bò là mất 3-4 năm này là hầu như giá thấp. Trâu hơi chắc bây giờ chỉ ăn 50.000 cân. Nếu mà trâu chỉ được 50-55 thôi, tùy con, có con nó đạt tỷ lệ bao nhiêu. Lợn giống bây giờ là 2,7 triệu cân. 2,7 triệu cân một con. Đấy, lợn mình mới mua mới được cách đây được 3-4 hôm, bây giờ nó vẫn còn đang đánh nhau. Lợn giống bây giờ nói đúng là lợn hiếm. Con này trên 11 triệu. Con này 140 cân đấy. Giá này là trên 11 triệu. 11 triệu đồng một con heo. Đây là một con số kỷ lục. Tính ra con heo này có giá gần bằng một con trâu to nuôi trong 2 năm liền. Ngay lúc này giá bán heo hơi đã cao hơn giá bán trâu thịt tới gần 10 giá. Thế còn nếu so sánh với giá bán bò thịt thì chỉ gần ngang bằng giá bán heo hơi. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra với ngành chăn nuôi gia súc tại Việt Nam. Đặc biệt hiện nay giá bán heo con lợn giống tăng cao kỷ lục. Cụ thể một con heo con 3 máu biểu nặng 7kg có giá bán đạt tới hơn 2 triệu đồng. Trong khi đó một con trâu to khổng lồ nuôi mấy năm trời chỉ bán được hơn chục triệu đồng. Bà con hãy nhìn đàn trâu cực đẹp này. Mấy năm trước nhà nào có được đàn trâu này thì đã trở thành tỷ phú. Tuy nhiên mấy năm nay giá bán trâu hơi giảm sâu kỷ lục, đặc biệt là từ giữa năm 2021 đến nay do thương lái Trung Quốc dừng thu mua trâu sống qua tiểu ngạch. Kế đó là vấn nạn trâu bò sống nhập khẩu lậu từ Campuchia và Thái Lan về Việt Nam quá nhiều, đặc biệt là việc nhập khẩu thịt trâu đông lạnh từ Ấn Độ quá lớn. Hậu quả là trâu bò nuôi trong nước gặp vô vàn khó khăn. Những gia đình nuôi trâu thả rông ngoài đồng thế này thì còn trụ vững được. Thế còn những hộ gia đình đầu tư nuôi trâu dỗ béo nuôi nhốt trong chuồng thì thua lỗ nặng nề. Bây giờ chỉ duy nhất có người nuôi heo là thắng lớn bội thu. Tuy nhiên hôm nay giá heo tăng cao nhưng ngày mai thế nào thì chẳng ai biết được. Nuôi heo mấy năm nay cũng giống như đánh bạc. Lợn giống bây giờ là 2,7 triệu cân. 2,7 triệu cân một con. Đấy, lợn mình mới mua mới được cách đây được 3-4 hôm, bây giờ nó vẫn còn đang đánh nhau. Lợn giống bây giờ nói đúng là lợn hiếm. Giá heo hơi trong nước đang tiếp tục tăng cao và hôm nay ở nhiều địa phương đã chạm mốc 70.000 đồng một kg. Bây giờ là giá 70 hơi rồi. Nuôi lâu lắm bây giờ cái giá như này. Lâu lắm rồi, bây giờ mới có cơ hội được như giá này. Cảm xúc là mừng lắm bây giờ. Mơ không được cái giá này nữa. Bao nhiêu năm rồi. Nếu mà được giá lợn cao thế này mà nếu mà được cao nó sẽ lên được thêm thì chút nữa thì sẽ vui hơn. Bây giờ vẫn cũng vui nhưng mà nó không vui, mà nếu mà được thêm chút nữa thì nó sẽ vui hơn. Nếu mà được cái giá mà chẳng hạn được gọi 80 hơi thì nó sẽ tốt hơn. Giá heo hơi tăng cao đã ngay lập tức đẩy giá bán heo con lợn giống tăng vọt lên mức kỷ lục. Giá lợn giống như trong lúc này đấy là bán thì có lời là như công ty Davaco đấy của người ta là 6 cân rưỡi là 2 triệu. Đấy, trong cái thời điểm lúc này. 2 triệu đấy, 7 cân đấy. Trước chỉ có 1 triệu 6 thôi, bây giờ lên 2 triệu rồi. Đã. Lợn thịt nó đẩy lên thì là lợn giống nó lên. Lợn giống bây giờ nói đúng là lợn hiếm. Lợn giống bây giờ thì quả thật là khó mua. Tớ đặt hàng 3 tháng nay bây giờ mới có lợn con này. Đặt lúc lợn này mới được có độ 6-70 cân móc. 60 cân móc 2-3 tháng nay rồi. Lúc ấy là độ 60 cân móc thôi thì là đã đặt người ta rồi, mà bây giờ hiện tại mới được có 3-4 ngày. Theo Hội Chăn nuôi Việt Nam dự báo thì giá heo hơi năm 2024 hứa hẹn sẽ ổn định hơn năm 2023 vừa qua. Và rất nhiều khả năng từ nay đến cuối năm giá heo hơi sẽ duy trì quanh mốc từ 65 đến 70.000 đồng một kg. Đây là mức giá lý tưởng đảm bảo cho bà con chăn nuôi có lãi và tích lũy trả nợ cho những thua lỗ trước đó. Nếu mà giá được lên cao thì những người mà có lợn bán thì sẽ gỡ được lại được vốn, còn đâu những người mà chưa bán được thì sẽ không gỡ được. Mong nhà nước là sẽ giữ vững được cái giá từ 70-75 trở lên thì sẽ người dân sẽ phấn khởi.
sẽ chăn nuôi được nhiều, được sẽ cố gắng là tái đàn được thêm. Đàn lợn nhà tôi có 30 con, toàn lợn to này. Lợn này 6 tháng mới bình quân được 130 cân được. Đấy là nuôi nhanh lớn đấy. Bây giờ giá cao này có gọi thợ đạo nó đến nó mổ ngay. Mổ móc mổ hết. Tranh nhau mổ luôn. 70 này ở trên đời này mơ cái giá này chắc là khó. Là nuôi lợn từ xưa nay lỗ nhiều rồi. Giá này là giá lãi rồi, lãi nhiều rồi. Cảm xúc có thế nào? Cảm xúc vui, vui mừng, sướng lắm. Không có cơ hội nào để mà sướng như lúc này mà gặp giá được như này. Giá heo hơi tăng cao và lúc này chính là nguy cơ heo sống từ nước ngoài ồ ạt nhập lậu vào Việt Nam. Hiện nay giá heo hơi bên Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia đang dao động từ 56 đến 60 nghìn đồng một kg. Theo đó, vấn đề cấp bách nhất bây giờ là phải kiểm soát chặt chẽ nguồn heo sống và thịt đông lạnh nhập khẩu. Có chứ, phải đề xuất nhà nước không nhập khẩu lợn nữa. Vì sao? Nếu nhập khẩu lợn là chăn nuôi ở trong nước là dân người ta lỗ, nó rẻ xuống dân lỗ, người ta không nuôi nữa. Là mất là chăn nuôi ở trong nước. Thế là chăn nuôi ở đất nước Việt Nam này vỡ trận hết. Vì lợn người ta nuôi lỗ rồi thì người ta không vào nữa. Nếu mà nhập khẩu lợn nó xuống thì làm sao người ta chăn nuôi được nữa. Thì người ta chẳng bỏ nữa, vỡ trận hết. Một vấn đề nữa được đông đảo người tiêu dùng lo ngại đó là nguy cơ giá heo hơi tăng cao thì sẽ có tình trạng giấu dịch. Các thương lái có thể sẽ buôn bán heo ốm, heo bệnh dịch để thu lợi bất chính. Bây giờ con người văn minh, những lợn ốm lợn đau bán không ai mua luôn. Và nó khỏe mạnh này, người bây giờ nó ăn uống nó được bao nhiêu đâu, nó ăn uống tinh lắm. Như ngày xưa con lợn ốm lợn đau tiêm coi lá tai luôn vẫn bán được, dân nó vẫn ăn. Chứ bây giờ con lợn ốm đau chỉ có trôn thôi, không ai là mua. Mà bán cho lợn cho người ta, bán bổ lợn mà bán lợn cho người ta mà người ta không ăn được thì người ta đập vào mặt bùa đâu. Bây giờ thực phẩm mới quay chăn mới bán thịt cho người ta mà đúng lợn mà tiêm mà mùi thuốc người ta không ăn được. Mai người ta đến người ta nói không chết, người ta đập vào mặt luôn. Thế người dân thì nó tinh lắm. Tinh lắm. Lợn ốm lợn đau không bao giờ ăn, nhưng mà lợn ốm lợn đau ngày xưa lợn bé nó quay lên nó có thuốc khử mùi thì dân ăn, dân lúc ấy vẫn đói mà. Cách đây độ 15 năm 7 năm về trước nó vẫn dân nó vẫn đói. Bây giờ càng ngày càng phát triển mà ăn thịt mà đã có hơi có mùi rồi. Mai ra chợ chết mà nó. Nhiều thằng nó còn mang cả thịt đến, nhiều con mẹ nó mang cả thịt đấy. Này cái thịt của mày này, ăn mùi hôi mày ăn đi. Ta lấu rồi ăn đi. Phải đền nó thịt khác. Chứ không mà lợn ốm nó đau mà ngày xưa bán được, cái bây lợn ốm đau chỉ mang đi vứt đi rồi. Bổ ra ai người ta mua. Đấy, bổ ra tiêm thuốc rồi mùi thuốc. Mấy kháng sinh nó vào rồi ai ăn được. Nhưng mà nếu mà lợn biểu hiện dịch bán qua không? Dân trí khôn rồi, lợn ốm lợn đau không bán được. Ngày xưa lợn ốm tao gọi cái đến nó mua nó về nó quay lợn bé, nó về nó quay nó bán được. Bây giờ ốm lợn không ai người ta mua. Chỉ chết đi để vứt đi mà gọi nó không đến mua. Dân chăn nuôi này gọi biết là con lợn ốm lợn đau sổ xít bán đầu nó không mua. Càng ngày con người ăn miếng ăn vào mồm nó tinh vi rồi. Là người ta không mua thì người ta tiêu thụ không được, người ta mua làm gì, vứt đi thôi chứ. Cái xưa còn tiêu thụ được, bây giờ không tiêu thụ được.